Houthi tuyên bố dùng tên lửa siêu vật âm tự chế tấn công tàu Israel. Sputnik trích dẫn lời của phát ngôn viên quân sự Saria của nhóm Houthi ngày 27 tháng 6 cho biết tàu Israel bị nhắm bắn ở biển Ả Rập là MSC Sarana. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Saria viết, tên lửa siêu vật âm tự chế được Houthi sử dụng cho vụ tập kích, sở hữu các tính năng tiên tiến, chính xác khi nhắm bắn và có thể tấn công các mục tiêu từ khoảng cách xa. Người phát ngôn lưu ý, Houthi sẽ tuyên bố các hình ảnh về vụ việc cùng những chi tiết liên quan khác qua cơ quan truyền thông của nhóm. Trước đó, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã cho đăng tải lại đoạn video ghi lại vụ phóng một tên lửa siêu vật âm mới được sản xuất trong nước và có tên Palestine về phía thành phố cảng Eilat của Israel ở Biển Đỏ. Giới chức Israel sau đó xác nhận Eilat đã bị nhắm bắn nhưng khẳng định không có thiệt hại hay thương tích nào trong sự cố. Hồi tháng 11 năm 2023, houthi từng tuyên bố sẽ tập kích bất kỳ tàu thuyền nào liên quan đến israel cho đến khi tel aviv ngừng chiến dịch tấn công quân sự chống phong trào hồi giáo ở hamas tại giải gaza các vụ tập kích như vậy đã thúc đẩy mỹ thành lập một liên minh đa quốc gia để bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải trong khu vực biển đỏ cũng như tấn công đáp trả vào các mục tiêu của houthi trên đất liền